Việt Nam đã ghi nhận 20 ca nhiễm biến thể Omicron. Tính đến trưa ngày 2 tháng 1, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 20 ca nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều là người nhập cảnh. Trong đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước 1.740.340 ca, trong đó 1.355.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 6.304. Riêng tại Hà Nội, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận trong đợt dịch thứ tư 50.680. Tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến dịch có dấu hiệu tích cực hơn, với số ca mắc mới ở mức trung bình với 569 người. Thành phố Hồ Chí Minh duy trì cấp độ 2, hiện đã bao phủ được 2 mũi vaccine COVID-19 cho 99,15% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Đáng chú ý, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam đã ghi nhận được 20 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14 và thành phố Hồ Chí Minh 5. Cụ thể là tại Hà Nội, bệnh nhân là người nhập cảnh trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam, xét nghiệm nhanh ở sân bay Nội Bài dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó được chuyển cách ly về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại Quảng Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2021, 15 mẫu bệnh phẩm được lấy từ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 30 tháng 12, kết quả ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20 tháng 12 đến 25 tháng 12 năm 2021. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả được thông báo là nhiễm biến thể Omicron. Tình trạng sức khỏe của 5 trường hợp này đều ổn định và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính sau 5 đến 7 ngày. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.